Good morning, Vietnam, America. Du Miên thân ái, chào gặp lại quý khán giả của đài VNATV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như 26.9 trên Facebook, YouTube VNATV và trên website vnatv.com. Đây là chương trình Good Morning Vietnam America mỗi buổi sáng từ 9h30 đến 10h30, từ thứ hai đến thứ sáu. Và chương trình ngày thứ hai như thường lệ là sự phối hợp giữa hai đài radio Đáp Lời Sông Núi phát về Việt Nam mỗi đêm nửa tiếng đồng hồ trên 10 năm qua. Đại diện cho đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay là kỹ sư Đỗ Như Điện từ thành phố biển San Diego. Trước hết kính chào kỹ sư Đỗ Như Điện. Vâng, kính chào anh Du Miên, kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Bên đài VNATV có Peter Lê Hùng, phòng kỹ thuật và Du Miên. Trước khi vào chương trình, cho phép chúng tôi được giới thiệu một vài kết sổ thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ cho Philip Nam suốt thời gian vừa qua. Nếu quý đồng hương có những nhu cầu mua bán hay tài trợ, tái tài trợ địa ốc, xin gọi cho Philip Nam ở số điện thoại 909 576 1934. Gạo Panda được certified non-CMO và number one red rice. Gạo Panda có bán tại chợ Sài Gòn CD Marketplace và các chợ Việt trên khắp nước Mỹ. Gạo Panda dễ nấu, dễ ăn, ai ăn cũng thích. Panda rice number one. Cảm ơn quý cơ sở thương mại và tin rằng quý khán giả của đài sẽ ủng hộ cho tất cả những cơ sở thương mại quảng cáo cũng như bảo trợ cho đài VNTV của chúng ta. Khi đến với những cơ sở này, quý vị vui lòng nói ra, nghe, xem từ đài VNTV bằng tầng 57.3, 16.10, 26.9 hoặc trên Facebook và YouTube. Cảm ơn quý vị. Kính thưa quý khán giả, tình hình cuộc xâm lăng của Nga Xô vào Ukraine có nhiều biến chuyển về mọi mặt. Kỹ sư Đỗ Như Điện ngày hôm nay sẽ trình bày về một số những đề tài liên quan. Đầu tiên hết, thưa anh, là vấn đề người tị nạn. Bây giờ trồm trềm là 4 triệu người ra các nước láng giềng. Mời anh. Tin số 1, Peter. Vâng, thưa quý khán giả, thưa anh Du Miên, cho đến những ngày hôm qua thì theo con số thống kê của Liên Hiệp Quốc đó, về người tị nạn đó, thì đã có gần 4 triệu người ra khỏi nước, và trong số ấy thì có hơn 2 triệu người đã tới Ba Lan và một số khác thì tới những nước lân cận như là Romania và những nước khác nữa. Có những nước mà đã tiếp đón, và trong cái cuộc viếng thăm đi Âu Châu của ông Joe Biden đó, thì hứa là Hoa Kỳ sẽ đón nhận 100.000 người. Và cái tin chúng tôi nghe, chúng tôi chưa được xác nhận, nhưng mà có nguồn tin nói rằng là County of San Diego sẽ đón nhận 100.000 người đó. Thì chúng tôi chưa biết đó hư thật thế nào, và nếu mà đón nhận thì đó cũng là một cái chuyện đáng làm lắm. Nhưng mà nếu 100.000 người đối với Mỹ thì cũng còn nhỏ. Tuy nhiên, cái câu chuyện mà người bỏ nước ra đi thì đó là một cái thảm nạn mà chúng ta đã từng có kinh nghiệm trong suốt quá trình mấy chục năm chiến tranh ở Việt Nam. Do đó cái tình trạng ở hiện tại bây giờ, ngoài cái số gần 4 triệu người ra đi rồi đó, còn những người mất nhà cửa, bỏ quê hương để mà chạy trốn từ những nơi đang có chiến sự đến những nơi ít có chiến sự hơn đó, thì đã lên hơn 10 triệu người. Tức là trong số 44 triệu người ở trong nước, 4 triệu người Ukraine đó, thì có đến mười mấy triệu người là đã mất nhà cửa hoặc là phải bỏ nhà cửa, bỏ quê hương mà đi. Thì đây là một cái nỗi đau rất lớn cho người dân Ukraine. Thành đây là một cái thảm họa mà do Putin cũng như Nga đã gây ra. Thì đó là một cái điều mà tất cả chúng ta đều chia sẻ cái nỗi buồn, cái nỗi đau của người Ukraine. Thì khi mà nói tới chuyện này thì chúng ta chẳng những nhớ lại cái quá khứ của mình, và còn nghĩ đến một cái thảm họa trong tương lai. Nếu có một cái cuộc chiến tranh như vậy xảy ra thì nó đau buồn như thế nào. Do đó chúng ta đưa lên đây, và cũng như vì vậy mà chúng tôi cũng phát động cái vấn đề cứu trợ người Ukraine trong cái cuộc chiến vừa rồi. Thưa anh Du Miên. Vâng, thưa, cảm ơn kỹ sư Như Điện. Bây giờ chúng ta bước qua cái phần số 2, tin số 2 đó. Peter có cái hình. Đây là những cái thiệt hại của mỗi bên. Theo sự phỏng đoán, bên nào cũng thổi phồng có số người chết cũng như là chiến cụ bị hư, bị mất, bị phá hủy, vân vân. Thưa mời anh. Vâng, về nhân sự, ngoài cái những thiệt hại về vật chất thì chúng ta thấy những thành phố như là Mariupol, rồi những thành phố Kharkiv và bao nhiêu thành phố khác gần như bị san bằng, không nói chi. Cái vấn đề mà người chết mới là quan trọng. Do đó, nếu theo những con số thống kê chính thức đó, thì người ta nói rằng chỉ có vào khoảng 3.000 người Ukraine, người dân đó bị giết, nhưng mà người ta tin rằng con số ấy nhiều hơn nhiều. Chẳng hạn như ngay trong một cái rạp hát, một cái trung tâm văn nghệ ở ngay ở cái thành phố Mariupol đó, có 1.000 người, đa số là đàn bà trẻ con mà bị ném bom đó, thì người ta nói rằng đã có hơn 300 người chết ngay ở trong cái địa điểm đó thôi. Thì còn bao nhiêu người bị thương, cho đến vào con số rất là lớn, chứ không phải là như người ta nói. Đặc biệt là về phía Nga đó, thì nhiều nguồn tin phối hợp cho rằng là quân lính Nga đó đã mất vào khoảng 16.000 lính. Và cái nhà xác ở bên Belarus, tức là sát biên giới phía Bắc của Ukraine đó, bây giờ là tràn ngập xác, và những thương binh của Nga ở đó chưa đưa về nước là vì phía Nga họ giấu nhẹm những cái con số thương vong đó. Còn về vật chất, về khí tài, về máy bay và các phương tiện chiến đó, thì tất nhiên là cả hai bên đều thiệt hại. Nhưng mà nếu so với con số bên Nga bị đó, thì theo như đánh giá của rất nhiều các nguồn tin đáng tin thì thiệt hại rất lớn. Mặc dầu là phía Ukraine chỉ nhận được các cái vũ khí gọi là tự vệ chứ không có lại vũ khí tấn công, nhưng mà đã làm thiệt hại như vậy thì quả thật là cái tinh thần và cái kỹ thuật chiến đấu của người Ukraine có vẻ là cao hơn và hiệu quả hơn rất nhiều so với cái đoàn quân mà viễn chinh mà đi xâm lược. Thành ra mà đặc biệt anh Du Miên, chưa một cái trận chiến lớn nào mà trong một tháng trời mà một quốc gia hùng mạnh như Nga mà mất đến 6-7 ông tướng. Quái lửa. Mình theo dõi, tôi đọc lịch sử chiến tranh, ít khi mà có tướng mà chết dữ như vậy. Mà bây giờ đánh vào đây mỗi một tháng này chơi 6-7 ông tướng, thì dưới đó còn bao nhiêu sĩ quan cao cấp nữa. Thì đây là một cái chuyện rất lạ lùng trong một cái cuộc chiến mà hùng mạnh như là của Nga. Đó. Thì vâng, thưa anh, tôi đọc thì tôi thấy như thế này, là ở bên Ukraine đó, người ta có một cái đơn vị đặc nhiệm chuyên môn đi tìm cấp chỉ huy của nước Nga để giết thôi. Cho nên đây cũng là một cái điều rất là lạ. Anh thấy không, nó có một cái bộ phận, một cái toán quân đơn vị đặc biệt đó, để chuyên môn đi bắn tỉa hay là đi ám sát hay là nó là như thế này thế kia. Rồi có một cái lý do nữa là những ông tướng của nước Nga đó không ở phía sau mà đi ngay ở tuyến đầu. Đó là một trong những cái ghi nhận của báo giới. Mình không biết có thiệt hay không. Tôi thì mình học quân sự với mình đọc binh sử thì mình nghĩ rằng bởi vì đánh rắn thì phải đập đầu. Mà một đơn vị mà mất ông tướng, mất người chỉ huy thì cái đơn vị đó tan anh ạ. Thành ra cái cuộc chiến nào cũng vậy thôi, bởi vì cái vị tướng là cái người mà chỉ huy quyết định trận thắng, quyết định tiến thoái như thế nào là do người tướng. Mà lãnh đạo một đơn vị dù lớn dù nhỏ đi đó thì bao giờ nó cũng có những cái phương pháp để bảo vệ. Nếu không mà mất đầu thì là cái đơn vị đó tan. Nhưng mà ở đây lạ lùng là như vậy đó, thì họ cũng có cái, bên Ukraine họ cũng có cái nhân đạo nữa. Bởi vì nếu mà tôi thấy mà họ cứ bắn bừa lính đó, thì chắc lính còn chết dữ nữa. Đấy. Vì vậy mà thà rằng mà mất một ông tướng mà không bắn mấy cái anh lính quèn ở dưới thì cũng là một cái hành vi nhân đạo chứ không phải không là thưa anh. Vâng, thưa bây giờ thì mình biết là 1/3 tướng lĩnh của nước Nga xâm lược nước Ukraine đã chết. Thưa anh, ngày hôm nay, đúng là ngày hôm nay, Peter lấy dùm cho tin số 3 là sẽ có một cuộc hòa đàm ở bên nước Thổ Nhĩ Kỳ. Mình có trông đợi gì, cái kết quả gì mới không thưa anh? Vâng, tuần trước thì bên phía Nga đã đưa ra cái tối hậu thư đòi hỏi. Ở đây là lặp đi lặp lại, Putin lặp đi lặp lại những cái đòi hỏi hết sức vô lý. Cái thứ nhất ấy, là buông súng đầu hàng, giải giới quân đội, tức là coi như một cách đầu hàng vô điều kiện đấy. Thứ hai là chấp nhận cái bán đảo Crimea và cái vùng Donbass là những vùng thuộc lãnh thổ của Nga. Thì những cái điều kiện đó chắc chắn không thể chấp nhận được. Còn một cái điều kiện mà bây giờ bên phía Ukraine là có thể cứu xét đó, tức là trung lập. Bởi vì cái chuyện này nó đã xảy ra từ mười mấy năm mà bên Ukraine là rất muốn được gia nhập NATO. Nhưng mà vì cái chuyện lấy cớ là vì gia nhập NATO thì sẽ ảnh hưởng tới Nga, do đó Nga mới tấn công. Thì đây là cái điều kiện mà bên Ukraine có thể sẽ chấp nhận và đang thảo luận về vấn đề này. Nhưng mà có một điều là ông Tổng thống Zelensky, ông xác nhận nói đi nói lại là dù thảo luận thế nào đi nữa nhưng chúng tôi phải hỏi ý kiến người dân qua một cái cuộc trưng cầu dân ý. Chẳng hạn như bây giờ cái vùng Crimea hay là cái vùng Donbass, hai cái gọi là cộng hòa mới lập mà do Nga dựng lên đó, mà thuộc về lãnh thổ Nga hay là một cái quốc gia đứng ra độc lập đó, thì cái chuyện đó là chính người dân ở đó. Và nếu mà nói tới trưng cầu dân ý tức là phải có một cái cuộc bỏ phiếu tự do. Thì đó là những cái điều kiện mà bên phía Ukraine đòi hỏi mà rất là chính đáng. Còn cái vấn đề giải giới thì cái chuyện đó tôi nghĩ là không thể có chuyện giải giới được. Nếu có trung lập thì phải có một cái bảo đảm an toàn, bảo đảm an ninh cho nước Ukraine, một cái lực lượng quốc tế hay là một cái gì đó để bảo đảm thì mới nói chuyện trung lập được. Còn nói chuyện trung lập mà giải giới như đòi hỏi của Putin đó, thì chắc chắn người dân Ukraine người ta cũng không đồng ý. Và chắc chắn người ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Do đó cái cuộc thương thảo này nó chỉ là giai đoạn 1 và thảo luận sẽ còn rất nhiều chi tiết. Và tôi nghĩ rằng cái cuộc chiến nó sẽ còn kéo dài cho đến khi nào mà phía Nga có vẻ như là không còn chịu đựng được nữa, hoặc là cả hai bên thiệt hại quá nhiều đành phải ngồi lại để thảo luận thì họa may mới thảo luận một cách serious. Chứ ngay bây giờ tôi nghĩ không có cái đưa đến kết quả nào ngay thưa anh. Vâng, thưa cảm ơn kỹ sư Nhị Điện. Bây giờ thì Peter lấy cho cái tin số 4 là với cái sự khẩn cầu của Tổng thống Zelensky thì bên phía Liên Hiệp Châu Âu EU và Hoa Kỳ đáp ứng như thế nào thưa anh? Vâng, nếu mà chúng ta theo dõi, nó có một cái điều mà chúng tôi cũng xin lặp lại là mặc dầu cuộc chiến tàn khốc như vậy nhưng mà Tổng thống vẫn có cơ hội để mà gọi là trình bày những nguyện vọng và nói chuyện được với người dân khắp thế giới qua nghị viện, từ Quốc hội Hoa Kỳ cho tới Nhật Bản, cho tới Âu Châu, cho tới Pháp, cho tới EU. Thì trong cái cuộc nói chuyện vừa rồi và ông Zelensky ông ấy đã nói và ông lặp đi lặp lại là xin quý vị tiếp tục hỗ trợ cho người dân chúng tôi chiến đấu, và không phải chiến đấu cho người dân Ukraine mà là chiến đấu cho cái tự do, cho dân chủ của cả khối Âu Châu. Và vì vậy quý vị hãy tiếp tục hỗ trợ chúng tôi chỉ cần 1% cái khí tài, cái khả năng của NATO để chúng tôi tự vệ. Trong ấy thì ưu tiên là những cái vũ khí mà có để bảo vệ cái bầu trời, bởi vì ông đã nhiều lần yêu cầu NATO hoặc là Hoa Kỳ gọi là cấm bay ở cái bầu trời của Ukraine để mà giảm bớt cái lực lượng không quân của Nga, cũng như là những cái hỏa tiễn tầm xa đó, bắn từ xa tới để bảo vệ. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng như NATO đã khước từ cái yêu cầu ấy. Vâng, thưa anh, là chúng ta sẽ tạm nghỉ một chút xíu. Quý khán giả tiếp tục nghe sự phân tích của kỹ sư Như Điện sau phần quảng cáo. Chúng tôi sẽ quay trở lại chương trình. Vâng, thưa anh. Good morning, Vietnam, America. Cảm ơn quý khán giả vẫn còn vào đài VNATV của chúng ta. Bây giờ, trước khi quay trở lại phần thời sự cùng với kỹ sư Đỗ Như Điện của đài Đáp Lời Sông Núi, cho phép chúng tôi được cảm ơn vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. ODC Israel là một văn phòng uy tín lâu năm, đã được sự tín nhiệm thương yêu của đông đảo quý thân chủ, quý đồng hương. ODC Israel có bán đủ loại bảo hiểm như bảo hiểm nhà, xe, thương mại, worker home, bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác. Đặc biệt, văn phòng ODC Israel có nhận làm luôn dịch vụ về DMV. Đến với văn phòng ODC Israel, quý vị hoàn toàn yên tâm bởi vì tại đây nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo. ODC Israel đã được đổi sang địa chỉ mới 14.541 đường Broadhead, thành phố Westminster, trong khu Car Wash, lầu 2, căn C10. Điện thoại 714-839-1498, 714-839-1498. Tất cả ở đây so với cho khách là giá cả rất là dễ. Cảm ơn quý cơ sở thương mại và vẫn tin rằng quý khán giả qua đài tiếp tục ủng hộ cho tất cả những cơ sở thương mại quảng cáo cũng như bảo trợ cho đài VNATV của chúng ta. Khi đến với họ, quý vị vui lòng đó là nghe đài VNATV. Kính thưa quý khán giả, như chúng ta biết, vừa rồi kỹ sư Như Điện có phân tích về Liên hiệp châu Âu cũng như Hoa Kỳ có đáp ứng lại yêu cầu khẩn thiết của Tổng thống Zelensky của Ukraine hay không. Hình như cho tới giờ phút này, người ta đánh giá như thế này, anh Điện, là ở bên phương Tây, NATO, EU cũng như Hoa Kỳ chỉ có tiếp cho Ukraine vũ khí tự vệ chứ không có những vũ khí sát thương tấn công. Lý do tại sao vậy thưa anh? Không nghe được. Peter coi lại cái phần âm thanh. Vâng, nghe chưa? Rồi, vâng, nghe rồi, mời anh. Vâng, cả Hoa Kỳ lẫn NATO cứ lấy cái lý do là nếu mà đưa những vũ khí sát thương tấn công thì có nghĩa là trực tiếp tham chiến với Nga, và như vậy là mở ra chiến tranh thế giới thứ ba. Cũng như cái chuyện mà cách đây vài tuần nói về chuyện Ba Lan muốn đưa những cái máy bay MiG của Nga Xô chế tạo đó đưa qua cho Ukraine, nhưng mà rồi lại phải đưa qua Đức, rồi thì hỏi ý kiến Mỹ, rồi thì có đưa qua không. Rồi bây giờ đó thì là muốn có những cái hỏa tiễn để mà chống máy bay đó, như là những cái dàn hỏa tiễn mà M300 của Nga chẳng hạn, mà do Nga chế tạo trước đây mà các cái nước Đông Âu vẫn còn đấy, thì đưa qua thì cũng không dám đưa, là vì nói rằng như vậy thì đã tham chiến rồi, thành ra sợ. Tóm lại là sợ, vẫn còn sợ Nga và sợ chiến tranh thứ ba. Do đó là những cái lý do mà người ta vẫn nảy ra như vậy. Do đó cái đáp ứng cái lời yêu cầu của Tổng thống Zelensky và người dân Ukraine đó, thì chỉ đưa những thứ vũ khí tự vệ, tức là những cái loại nhỏ như là những cái Stinger hoặc là những cái hỏa tiễn cầm tay vân vân. Nhưng mà vì hồi nãy tôi có nói mặc dù là dưới cái vũ khí tự vệ, nhưng mà vì cái ý chí cao và cái sự bố trí bố phòng cũng như cái tinh thần chiến đấu của người dân Ukraine, do đó họ đã đạt được những cái thắng lợi rất là lớn. Bây giờ trở lại cái chuyện mà thương thảo ngày hôm nay, bây giờ là 7 giờ gần 8 giờ tối ở bên, bây giờ là 8 giờ tối bên Ukraine đó, thì bây giờ nếu mà cái cuộc họp mặt vào ngày hôm nay hai bên đó, thì tôi nghĩ rằng đây nó chỉ là một cuộc thảo luận và sẽ đi vào một số những cái chi tiết, đặc biệt trong ấy Ukraine có thể sẽ cứu xét cái chuyện gọi là trung lập, nhưng mà trung lập phải có được sự bảo đảm an toàn cho Ukraine, chứ bảo đòi bây giờ phải buông súng, phải disarm, tức là phải tước bỏ hết vũ khí của người Ukraine, thì cái chuyện đó chắc không xảy ra. Và cái điều kiện kèm theo luôn luôn Tổng thống Zelensky đòi hỏi là tất cả những cái gì mà thỏa thuận đó không phải là do ông Tổng thống đưa ra như là bên Nga, ông Putin muốn là được, mà bên này phải có tinh thần dân chủ, nghĩa là phải có sự quyết định của người dân. Mà đến quyết định của người dân đó, thì cái chuyện đó nó là chuyện tương lai, chứ không thể nào mà xảy ra trong chốc lát được. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng những cái đòi hỏi bây giờ đưa ra nó vẫn còn kéo dài, và cái cuộc chiến này có thể nó còn kéo dài khá lâu nữa, và cái sự thiệt hại của hai bên chắc chắn nó còn lên rất là cao. Nhưng mà cái tinh thần chiến đấu thì cho đến bây giờ chúng ta thấy là bên phía Ukraine càng ngày càng thu được nhiều thắng lợi hơn. Đó. Mặc dù họ chết chóc, họ bị phá hủy rất là nhiều, nhưng mà nếu theo dõi các cái nguồn tin khác từ Ấn Độ, từ các cái nguồn khác mà chúng tôi thấy đó, thì cái phần thắng đó đã đang nghiêng hẳn về bên phía Ukraine, thưa anh Du Miên. Vâng, thưa cảm ơn anh. Bây giờ Peter chuẩn bị cho cái tin số 5. Ở Việt Nam mình thì người ta nói là mỗi một lần mà hô hào đoàn kết đó, thì có nghĩa là có chia rẽ. Ông Biden khoe ở cuộc họp NATO là NATO chưa bao giờ mạnh như vậy, chưa bao giờ đoàn kết như bây giờ. Thì anh, chuyện đó có thiệt không? Thưa, cái đó nói thì cứ nói thôi, còn nhìn vào sự thật thì nó cũng hơi khác. Thứ nhất là vấn đề cái chuyến đi của ông Joe Biden qua bên đó thì có mấy cái hồ sơ cần phải giải quyết. Thứ nhất là vấn đề mà tìm cách để mà làm sao đừng có lệ thuộc vào dầu khí, khí đốt của Nga, thì cái chuyện này coi như không giải quyết được rồi. Tóm lại đó là bây giờ cả 27 nước nói rằng bây giờ thôi thì mua dầu hay là mua khí đốt ở chung một chỗ ấy, mua chung với nhau thế nào để cho nó rẻ hơn. Nhưng mà cái nguồn lệ thuộc vào Nga nó vẫn còn. Chẳng hạn như Tiệp Khắc chẳng hạn là một cái nước này nhất định không có tham gia, nghĩa là không có chống lại Nga và vẫn mua và vẫn tiếp cận với Nga. Thì đó là một trong những quốc gia ở trong NATO đấy. Thành ra giữa những quốc gia đấy họ cũng không thỏa thuận được với nhau, bởi vì nó đã có những cái vướng. Mà cái điều này thì ông Donald Trump ông đã nói cái đấy mấy năm rồi. Ông bảo quý vị mà cứ lệ thuộc vào nước Nga đó thì là sau này đừng có nói gì nữa. Rồi bây giờ trong cái chuyến đi Âu Châu của ông Joe Biden đó, thì bây giờ nói rằng Hoa Kỳ sẽ bán khí đốt hóa lỏng cho Âu Châu. Nhưng mà từ cái chuyện nói cho tới bây giờ, cho đến khi đem bán được và ở bên Âu Châu phải thiết lập được những cái kho dự trữ chẳng hạn, cái chuyện đó đâu phải đơn giản một ngày nào làm xong đâu. Thành ra tất cả những chuyện nói thì cứ nói, thực hiện được hay không là một vấn đề khác. Rồi mỗi nước có cái quyền lợi, có cái hướng đi riêng, gọi là thật sự là đoàn kết trên lời nói, còn đoàn kết trên hành động đó là một điều khác nữa. Thành ra cũng rất là khó. Vì vậy mà tôi tin rằng là cái chuyện mà dứt điểm cái chiến tranh này và gọi là làm cho Nga phải suy sụp ngay thì cái điều đó khó. Một trong những cái điều mà bây giờ, thí dụ như bây giờ Nga đòi bây giờ là khối Âu Châu muốn mua dầu lửa, muốn mua khí đốt phải trả bằng đồng rúp á, đồng ruby của Nga đó, thì Âu Châu đã từ chối rồi, bởi vì cái chuyện đó nó phi lý và cái đồng rúp bây giờ nó không có giá trị gì cả. Thì đó là những cái, một trong những cái mà bây giờ làm được, nhưng mà những cái đó đều nó là những cái chuyện, những cái món thôi, chứ nó chưa phải là cả một cái chiến lược lớn cho Âu Châu cũng như toàn cầu. Thưa anh Du Miên. Vâng, cảm ơn kỹ sư Như Điện. Bây giờ chúng ta bước qua một phần khác của chương trình ngày hôm nay. Đó là câu chuyện của Tổng thống Joe Biden. Peter lấy cho tin số 6. Ông đi cái chuyến đi ở bên Âu Châu một công tới 2, 3, 4 chuyện. Mà tội ông là những người mà tính tháp tùng là lo cho ông cái chuyện mà tiếp xúc với báo chí hay là khoa trương đó. Tại là bị dính Covid-19, cô chánh, cô phó đều bị hết, phát ngôn viên Tòa Bà Đốc bị hết. Cho nên là ông cũng hơi bối rối. Bây giờ thì mình coi thử trong cái phần tin số 6 đó, Peter, có gì mới khi Tổng thống Biden của chúng ta họp với G7 không thưa anh? Vâng, thì khi họp với G7 thì như tôi nói là việc đầu tiên đó là tìm cách thỏa thuận với nhau để mà có gia tăng những cái trừng phạt. Thì như hồi nãy tôi đã trình bày một phần, muốn trừng phạt Nga đó thì tất nhiên bây giờ chỉ còn có đánh vào vấn đề kinh tế thôi. Mà vấn đề kinh tế bây giờ đó thì cái nguồn kinh tế của Nga vẫn là dầu lửa, vẫn là khí đốt. Và trước khi Putin khai chiến đó, thì Putin đã thỏa thuận với Trung Cộng và đồng thời Ấn Độ cũng là những cái nơi mà mua khí đốt, và Đức thì là những cái nơi mà vẫn mua khí đốt. Bây giờ nếu mà không dứt được những cái đó, thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Vì vậy đưa ra cái khối G7 để mà thảo luận về vấn đề ngân hàng, về vấn đề cô lập về tài chính, về vấn đề cô lập về các cái giao thương với những cái đại công ty của những cái nước lớn mà có làm ăn với Nga. Thì bây giờ như hồi nãy tôi có trình bày tóm lược đó, thì nó chỉ là những cái gọi là những cái phần nhỏ trong đó, chứ nó không phải là cái tổng thể. Mặc dầu nó có ảnh hưởng lớn chứ không phải nhỏ, nhưng mà nó ảnh hưởng chậm chứ nó không phải là dứt điểm. Chẳng hạn như bây giờ nói mấy ngàn cái ngân hàng trên thế giới mà có giao dịch với Nga đó, bây giờ nó chỉ có một phần những cái ngân hàng đó là họ hưởng ứng, còn lại thì Nga vẫn có những cái lối khác, thí dụ như bán dầu cho Trung Cộng hay là trả tiền qua đồng nguyên đó, thì nó vẫn tiến hành như thường. Chỉ có những cái ngân hàng mà qua ngã Thụy Sĩ và ngã Âu Châu thì nó bị cản trở, nhưng mà nó không phải hoàn toàn cản trở. Vì vậy mà người ta vẫn còn những cái ngõ ngách để mà Nga sống còn. Vì vậy mà cái vấn đề mà gọi là trừng phạt kinh tế nó ảnh hưởng, nhưng có không phải ảnh hưởng toàn diện được. Thì cái thảo luận với G7 là như vậy. Rồi phía Hoa Kỳ cũng có những cái cam kết để mà hỗ trợ thêm và kêu gọi các nước trong khối EU hỗ trợ thêm về những cái phương tiện để mà tái thiết sau này vân vân. Thì đó là những cái hứa hẹn bây giờ. Nhưng mà giải quyết rốt ráo để mà chấm dứt cái cuộc chiến của Putin đó, thì cho đến bây giờ tôi chưa thấy nó có cái kết quả cụ thể nào vậy thưa anh. Vâng, thưa anh, bây giờ có một vấn đề này tôi cũng muốn hỏi anh. Cái vấn đề thứ nhất đó là Tây Phương, đặc biệt là ông Biden, sợ rằng sẽ có chiến tranh thứ ba, sợ rằng Putin sẽ bấm nút vũ khí nguyên tử, sợ rằng 101 thứ sợ rằng, để biện minh cho những cái trù trừ vừa oánh vừa run của mình, nó NATO và Hoa Kỳ. Đặc biệt nhất là chúng ta nhìn thấy những cái kết án là tội ác chiến tranh hay là tên đồ trẻ vân vân. Tất cả những cái đó đều xuất hiện trên truyền hình rồi. Cái sự hủy hoại từ quân lực xâm lược của nước Nga vào Ukraine ai cũng nhìn thấy, bắn vô nhà thương nhi đồng, bắn vô rạp hát, rồi hủy diệt những cái chung cư, rồi nữa là sang bằng những cái thành phố. Chúng ta nhìn thấy không ảnh xuống đó là còn là mảnh đất không, hoàn toàn đổ nát. Vậy mà cho tới giờ này cũng vẫn trù trừ, gọi là sợ chiến tranh thứ ba. Thật sự ra chiến tranh thứ ba nó đã nổ ra rồi, mà tại sao cứ trù trừ hoài vậy thưa anh? Cứ Mỹ cũng như là NATO cứ nói sợ rằng ông Putin ông sẽ dùng tới những cái vũ khí sinh học và vũ khí nguyên tử. thì ai cũng biết rồi, chả cần phải là một chiến lược gia hay là một chính trị gia lão luyện gì cả. Nếu đã sử dụng tới những cái loại vũ khí nguyên tử đó thì chính cái người sử dụng đó cũng sẽ chết thôi. Đâu có cái gì khác đâu, đâu có gì thay đổi đâu. Bởi vì nếu mà sử dụng vũ khí nguyên tử thì bây giờ NATO cũng phải sử dụng vũ khí nguyên tử chứ. Thì tóm lại là nó phải xảy ra như vậy. Nhưng mà vì phía Hoa Kỳ cũng như NATO lấy cái lý do đó, như vậy và không tham chiến, không can thiệp quân sự, không gửi máy bay, không gửi... Bây giờ thì nói là sẽ tìm cách để mà đưa những cái hỏa tiễn chống phòng không vào. Nhưng mà cho đến bây giờ nói thì nói vậy nhưng mà chưa có cái động thái nào cả. Vì vậy mà cái sợ đây nó đã đi ngay từ đầu, và bên ông Putin ông cũng đã nhìn thấy rõ từng hành động như vậy rồi, thành ông cứ đi tới thôi. Và vì vậy bây giờ người ta cũng chả biết là giải quyết là sợ cái gì nữa. Như hồi nãy tôi nói cái chuyện mà đưa máy bay của Mick qua mà sợ đó, thì tôi lấy làm lạ lùng, tôi bảo tại sao ông đưa phi công của Ukraine nó qua Ba Lan nó bay về cho xong rồi, cần gì phải đi vòng vòng cho nó phiền vậy. Chẳng qua rồi đây là chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút quảng cáo. Good morning, Vietnam, America. Good morning, Vietnam, America. Cảm ơn quý khán giả vẫn còn vào đài VNATV. Trước khi quay trở lại chương trình, một lần nữa cho phép chúng tôi được cảm ơn những cơ sở thương mại đã bảo trợ đặc biệt cho chương trình này. Mua nhà mới để ở, mua nhà cũ bán lại kiếm lời, hãy đầu tư hoặc cần tài trợ địa ốc, hãy gọi cho nghệ sĩ Philip Nam, trên 32 năm được khách hàng tín nhiệm và yêu thương. 909 576 1934. Gạo Panda được certified non-CMO và number one red rice. Gạo Panda có bán tại chợ Sài Gòn CD Marketplace và các chợ Việt trên khắp nước Mỹ. Gạo Panda dễ nấu, dễ ăn, ai ăn cũng thích. Panda Rice number one. Cảm ơn quý cơ sở thương mại và tin rằng quý khán giả sẽ ủng hộ cho những cơ sở thương mại này. Kính thưa quý khán giả, chúng ta thường thấy khi đi trên đường chúng ta thấy xe cứu hỏa nó nhấn kèn, hú còi, bật đèn đỏ. Nó chữa cháy hay là nó đi cứu cấp. Ở bên Tòa Bà Đốc, từ hơn một năm nay, cũng có một đội cứu hỏa, nhưng mà đội cứu hỏa không có xe chữa cháy, mà chỉ có cái miệng chữa cháy của những nhân vật then chốt về vấn đề ngoại giao, vấn đề về báo chí của Tòa Bà Đốc. Mới đây, tin số 7 đó Peter, Tổng thống Joe Biden đi qua Ba Lan. Ông đi Ba Lan thì có nhiều chuyện rất là vui. Anh Đỗ Như Điện sẽ kể cho quý vị nghe những chuyện vui đó. Nhưng mà quan trọng hơn thì là cái chuyện ở đó, ông không dùng cái văn bản của Tòa Bà Đốc soạn trước cho ông, mà ông hứng lên, nổi hứng. Ông nói rằng ông Putin là không có xứng đáng để lãnh đạo của nước Nga, nó liên bang Nga đó. Thì cái phản ứng của thế giới, đặc biệt là những cái nước mà dù ngoài mặt thì là đồng minh nhưng trong bụng vẫn ghét cay ghét đét nước Mỹ, nhất là các ông này đây, các ông Macron này, là ông Tây gà tò này là ông ghét nước Mỹ lắm, ông vớt lại liền. Thưa mời anh Đỗ Như Điện ạ. Vâng, thì khi mà Tổng thống Joe Biden đã phát biểu cũng khá hùng hồn. Và cái bài phát biểu trong cuối ông có nói rằng Putin không còn xứng đáng để mà điều hành đất nước nữa, thì lập tức là bên ông Tổng thống Pháp là ông Macron ông nói không, cái chuyện nó nói vậy là không được, tại vì tôi còn đang muốn nói chuyện với ông Putin đây mà. Rồi ông Thủ tướng Đức cũng phản ứng liền, Đó là những cái chuyện mà bên tòa Bạch Ốc là chữa lửa, là vì cái chuyện này phải nói ngay là không, chúng tôi không có ý muốn nói là thay đổi cái chính quyền. Nhưng mà cái điều đáng cho chúng ta suy nghĩ đó là cái câu trả lời của phát ngôn nhân của chính phủ Nga đó, thì ông ta nói là cái chuyện ông Putin nắm quyền hay không là do cái người dân Nga quyết định. Mặc dù nó có thể là Putin đã là cái người mà lèo lái để mà được ngồi đó muôn đời đi nữa đó, nhưng mà về trên phương diện ngoại giao, Tổng thống Mỹ nói như vậy và bị phản ứng như vậy thì tôi cho rằng đó là một cái lời phát biểu thiếu chín chắn của một nhà lãnh đạo thế giới như ông Joe Biden. Cái điểm thứ hai là khi mà tới cái thành phố mà có người tị nạn để mà thăm đó, thì trong khi chính ông đang đọc bài diễn văn đó, thì cách đó ở thành phố là Lviv, tức là cách đó 20 dặm đó, thì là pháo kích tầm xa, tức là hỏa tiễn phòng xa của tầm xa của Nga đã bắn vào thành phố đó, và cái tiếng vọng người ta bảo đã nghe được, tức là bên Nga đã chào đón ông Joe Biden bằng những cái hỏa tiễn tầm xa. Và bây giờ thì Nga đánh trận địa chiến đó, thì bị thiệt hại, do đó bây giờ họ dùng những cái hỏa tiễn có tầm bắn xa từ ngoài biển hoặc là từ những cái dàn phóng xa để mà tàn phá đất nước Ukraine thì nó quá thảm khốc rồi, không cần nói lại nữa bởi vì hình ảnh chúng ta thấy rõ thì đó. Nhưng mà khi mà đặc biệt có một cái điểm mà nhiều người ta cũng đấy là buồn lòng khi Tổng thống Mỹ tới thăm và thăm một số người tị nạn đó, người Ukraine tị nạn, thì thay vì được vỗ về bằng những cái lời yên ủi thì Tổng thống lại vỗ vai một cô gái và hỏi rằng sao cô có đôi mắt đẹp thế, cô đôi mắt ở đâu vậy? Rồi ông quay ra ông hỏi cái người thông dịch viên là anh có thể dịch lại để bằng cái tiếng Ukraine là tôi muốn nói như vậy không, vân vân vân. Thì đó là những cái chuyện mà tôi thấy nó không xứng tầm với một cái vị lãnh đạo thế giới như ông Joe Biden. Thì đó là một cái điều mà tôi cũng lấy làm buồn khi mà mình thấy một vị tổng thống của một đại cường như vậy, thưa anh Du Miên. Vâng. Rồi còn đi thăm lính thì tôi cũng thấy nó thế nào ấy, nó không có một cái phong độ của một cái người tổng tư lệnh của quân đội Mỹ. Anh có nhớ là lúc mà ông mới ra tranh cử không? Ông mới có ý định ra tranh cử thì lập tức có những người tố giác ổng là ổng hung ẩu lắm, ôm hung ẩu người ta, đôi khi hung lỗ tai, hung sau gáy nữa. Cái cô tị nạn này mà ổng biểu thông dịch viên dịch lại khen đôi mắt đẹp đó, may là ổng khen đôi mắt đẹp, chứ ổng hung cái ổng nói sao mà cô thơm quá là thơm đi. Trời ơi, thì anh nghĩ sao? Tòa Bà Đốc có chữa cháy nổi không? Thôi thì cái chuyện đó thì thôi để cho những người dân Hoa Kỳ, mình cũng là người dân Hoa Kỳ nhưng mà phán đoán thôi, mình phán đoán người ta lại bảo là mình thiên vị từ anh. Vâng, thưa quý vị, chiến cuộc ở bên Nga và Ukraine đã làm cho một số những hồ sơ khác, những tin tức khác nó lu mờ đi. Tại vì cái trận chiến đó nó quá tàn khốc. Nhưng mà vấn đề của khu vực ASEAN, các nước, 10 nước của khối ASEAN này, các cái sự kiện về cuộc... Thứ nhất là họ không có đồng nhất về cuộc chiến Ukraine, rồi cái vấn đề Miến Điện và vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Peter lấy dùm cho cái tin số 8 có 3 cái link trong đó. Đầu tiên hết thì là khối ASEAN nghĩ thế nào, phản ứng như thế nào trước cuộc chiến Ukraine thưa anh? Vâng, chúng ta nên nhớ rằng là năm nay đó là cái chủ tọa cho các phiên họp của khối Asia đó là do Campuchia đang làm chủ tịch. Thế thì nó có một vài cái điều là thứ nhất ấy, là các nước này đã đưa ra cách đây mấy tháng đã đưa ra một cái thỏa thuận 5 điểm để mà đòi buộc là bên Miến Điện đó phải theo cái đó. Nhưng mà rồi ông Hun Sen đã phá vỡ cái đó để mà không thi hành. Còn cái vấn đề mà cuộc chiến xâm lược của Putin vào Ukraine đó, thì chúng ta nhìn qua hai cái cuộc biểu quyết ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, một cái vào mùng 2, mùng 3 tháng 3 vừa rồi và cái tuần vừa rồi đó, hai lần như vậy. Một cái lần là lên án Putin xâm lược, cái lần thứ hai đó là đòi hỏi Putin phải ngưng ngay cuộc chiến để mà mở cái đường những cái hành động nhân đạo để mà cứu giúp những người ấy. Thì cả hai lần đó đó, Việt Nam và Lào đều bỏ phiếu trắng, trong khi 8 quốc gia khác đó thì chấp thuận cái nghị quyết của Hội đồng Liên Hiệp Quốc, tức là lên án là một và đòi hỏi Nga phải ngừng chiến tranh. Thì hai cái đó là 8 quốc gia bỏ phiếu thuận, chỉ có ông Việt Nam mình với lại ông nào đó là bỏ phiếu trắng. Bỏ phiếu trắng có nghĩa là không đồng thuận với cái nghị quyết của Hội đồng Liên Hiệp Quốc, nghĩa là không đòi hỏi Putin phải ngưng chiến và không đòi hỏi và không cho rằng đó là một cuộc xâm lược. Thì nguyên cái chuyện đó thấy rằng là tại sao mà Việt Nam lại hèn như vậy. Lào thì không nói chi rồi. Việt Nam là một quốc gia 100 triệu dân và đã từng đánh thắng Mỹ, đánh thắng Nhật, đánh thắng Tây vân vân, mà tại sao lại bỏ phiếu trắng? Mà bỏ phiếu trắng ở đây có nghĩa là đồng thuận với Tàu, đồng thuận với Trung Cộng. Thì đây là một trong những cái điểm mà chúng ta cảm thấy ô nhục cho người Việt Nam chúng ta, là không dám chống lại chiến tranh. Như vậy đó thì tôi hỏi anh, nếu như nay mai Trung Cộng đánh Việt Nam thì các nước khác họ có đáng bênh vực cho Việt Nam không? 141 quốc gia, 140 quốc gia trên thế giới chống chiến tranh, họ có bỏ phiếu để chống Tàu không? Bởi chính Việt Nam là cái người không dám mà. Thì bây giờ nói sao được? Đó là cái ảnh hưởng riêng đến vấn đề Việt Nam. Vấn đề thứ hai là trong cái giai đoạn này đó thì lợi dụng cái tình hình chiến sự ở Ukraine không ai để ý. Thì chúng ta thấy rằng từ năm 2009, 2008, 2009 chính Tập Cận Bình đã cam kết với Obama rằng là chúng tôi không có quân sự hóa ở Biển Đông. Nhưng mà cho đến bây giờ tuần vừa rồi thì ngay cái ông Aquino, tức là tư lệnh hải quân, tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, đô đốc Aquino đó, thì ông đã xác nhận là có 3 trong 7 cái thực thể mà Trung Cộng đó đã quân sự hóa rất là đầy đủ tất cả những cái khí tài, từ phòng không cho tới hỏa tiễn cho tới phương tiện chiến đấu đã được hoàn toàn quân sự hóa. Thì đó là 3 trong 7, nhưng mà tôi nghĩ rằng cả 7 cái nó cũng đã làm ít nhiều cái nào đó rồi ở Biển Đông nó như vậy. Thành ra đây là một trong những cái mà chúng ta cần phải lưu ý, là vì cái vấn đề tranh chấp Biển Đông đó, trước đây trong cái thời gần 5 năm ông Duterte đã quay qua Tàu, thì bây giờ ông ấy phải quay ngược lại với Mỹ, và tuần này tuần tới sẽ có những cuộc tập trận lớn. Thì đây là một trong những cái sự thay đổi về lập trường của Washington. Trong ấy thì 10 nước trong khối ASEAN cũng không đồng thuận được với nhau để mà đưa đến một cái thỏa thuận để giải quyết vấn đề quyền lợi ở Biển Đông. Rõ ràng là Trung Cộng xâm lược, nhưng mà trước đây Philippines được cái lợi thế là đã thắng cái cuộc kiện, nhưng mà ông Tổng thống Duterte lại bỏ qua một bên, vứt qua một bên, không thèm đếm xỉa tới chuyện đó, để cho Trung Cộng thao túng trong suốt 4-5 năm vừa rồi. Thì đây là một cái chuyện mà đã thay đổi, nhưng mà cũng khá muộn màng đối với vấn đề Biển Đông. Thì đó là cái vấn đề mà bất đồng thứ hai. Và vì vậy chúng ta giữa năm 2012 đó, thì khi mà Campuchia làm chủ tịch ASEAN đó, thì cái 10 nước đó đã không đưa ra được một cái quyết định nào về vấn đề tranh chấp Biển Đông, nghĩa là hoàn toàn theo cái ý muốn của Trung Cộng mà thôi. Thì đó là cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba là Miến Điện thì hồi nãy tôi đã nói đó, thì chúng ta biết là trong cái cuộc biểu quyết của Liên Hiệp Quốc vừa rồi về vấn đề Ukraine đó, thì Miến Điện bây giờ cái người mà gọi là đại sứ của Miến Điện tại Liên Hiệp Quốc vẫn là người của chính quyền cũ, tức là chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi, chứ không phải là của quân phiệt. Đó. Thành ra họ lại vẫn bỏ phiếu theo Liên Hiệp Quốc, theo những quốc gia khác. Trong khi ấy đó, thì cái chính quyền quân phiệt đó, bây giờ đó, là không có đại sứ ở Liên Hiệp Quốc. Cái rắc rối nó như vậy. Do đó chúng ta thấy là cái khối ASEAN 10 quốc gia đó là những chỉ có quốc gia nhỏ xíu, tức là Singapore đó là mạnh mẽ nhất, là cấm vận Nga đàng hoàng. Còn các quốc gia khác, Indonesia, Malaysia, Thái Lan thì tương đối còn là khá tích cực. Còn lại cái nước mà đông dân đó, vâng, cái gì đó, sau Indonesia là Việt Nam đó, thì vẫn lơ lửng và vẫn theo Nga, theo chân rồi, Nga, theo chân là tàu. Chúng ta hết giờ rồi anh. Xin mời anh để chào khán giả của đài. Vâng, cảm ơn anh Du Miên, cảm ơn quý thính giả đã cho chúng tôi có cơ hội được chia sẻ một ít thông tin. Rất mong là quý vị điểm trợ anh em chúng tôi, và nếu có điều gì sơ sót thì xin quý vị cũng thứ lỗi cho. Xin kính chào tất cả quý vị.